cá nướng nóng quá đây nè. Xong rồi hả? Xong rồi hả? Bỏ lên. Họ bỏ lên vậy đó hả? Ừ. Coi chừng đó. Khoan để bỏ bịt nè. Ừ. Nóng rồi. Nóng dữ vậy đó hả? Yeah. Wow. Con mà nó già thòn đâu để con đây được. Con quá mà. Mẹ phải ngắt. Vô. Rồi đó. Xin mời các bạn. Hello các bạn. Bây giờ là 7:40 tối. Chiều tối. Ở bên Texas. Mời các bạn ăn cá nướng cuốn bánh tráng với mình nha. Với gia đình mình nha. Bữa nay sao mình lặt lội vậy ta? Hai anh chị xanh mình xin mời cả nhà dùng bún cá nướng cuốn bánh tráng nha. Ăn nha. Rồi. Vô. Vô. Cá nướng giờ vô. Gì đó. Méo méo. Rồi sao? Nướng ra ăn bánh tráng. Dạ dạ dạ. Dạ. Cái gì vậy? Của con kìa. Cái đó con vô. Xích qua ba chút xíu. Đây. Thank you. Vậy con để cái đó qua đây nè Ngọc Diễm. Mẹ với con cuốn luôn. Hả? Anh đó nhúng mình anh đây. Ở đây em với con rồi, được rồi. Được rồi đó. Mẹ có này chưa? Có này lạc lòi hả? Mẹ có chưa? Cái gì? Có gì? Bún đây nè, có rồi đó. Bún nó còn đi. Này gì để xương á hả? Dạ. Yeah. Để đây đi. Ít ít ít. Rồi, để đây đi. Cái nó rộng ha. Ừ. Đó, ăn đi. Sành chờ. Sành chờ. Mình để cái sành chờ ở đây đây này. Này sập nè. Má. Đồ mới. Để lấy cái chờ thì. Đó nè nè. Lấy đây. Không thấy. Thật để đây đi con lấy cho. Được rồi nha. Ừ. Đó, rồi nè. Được rồi. Có lý nè. Cá bự quá. Cá bự phải cắt làm hai. Phải cắt làm hai. Nướng thì phải cắt làm hai. Ăn một lạng không hết. Ngon. Thôi vừa phải thôi lạng mà lạng. Má nó quá nữa. Xin mời các bạn. Xin mời cả nhà nha. Ngon quá. Thấy hấp dẫn à. Giờ này cũng gần 8 giờ rồi vậy. Yeah. Trời ơi. Bữa nay ăn trễ rồi các bạn. Tại còn no quá mà. Còn no quá. Ăn cơm tắm gì chứ nó no dài lắm mẹ. No dữ lắm. Ha ba. Rồi mình nít nít thêm mấy cái ly nước nè. Uống cà phê nữa. Rồi đi làm đi làm nail uống cà phê. Đủ thứ. Ủa ba có ngủ không nãy giờ? Lại. Đó bạn. Tới vừa leo đó Ngọc Diễm. Cái này không lấy cái muỗng mình hả? Lấy đi, lấy cái muỗng hả? Ba, ba có thể lấy giùm con trong góc rồi. Muỗng Muỗng để mình vẽ cá. Cái muỗng hay là cái nĩa luôn cũng được. Cái nĩa với cái muỗng cũng được. Ờ, muỗng với nĩa luôn đi sắn nó dễ. Được không? Này mình đây chứ đi. Dài hay sao? Dài quá vậy. Rồi. Rồi. Rồi đó. Mày đụng ngay xương chứ gì? Ừ, xương. Đụng ngay xương với dài là đúng rồi. Được không? You sure you got it? Đây nè, đó, đụng ngay xương. Đấy, đụng ngay xương thấy. Nghi ngờ. Cái tay mẹ đó. Đó. Ok, rồi. Rồi đó. Rồi, tiếp và rỉa nó ra. Rỉa nó ra đi. Ok, rồi. Xin mời. Đó. Ngon rồi đó. Đúng rồi. Ủa này đâu phòng nhà hay đâu phòng của nó. Của nó.
nhiều ta? Cá quá trời. Ăn đi. Ngon là ăn cho hết. Ngon không? Hấp dẫn nè. Thơm lắm. Có cái muỗng này kê vô nè anh. Nè anh. Muỗng này để vô rất nó dễ nè. Rồi, anh cũng phải coi lại nha. Xương nha. Phải chừng xương nha ba. Xương nha ba. Nhìn nghe kỹ. Ngon quá. Chừng anh có đổi ớt của em đó không? Có ớt hả? À. Rồi được rồi. Bộ cắt thêm mớ hả? À. Của anh á. Cắt thêm ăn được không? Có anh ăn được không? Được. Ừ. Có dưa leo nữa không Diễm? Cuốn nữa. Ra có. Ngon ha. Bánh thêm ngon á. Mẹ làm mà. Mẹ nấu á. Mẹ nấu trên bếp á. Nè, tỏi nè, gừng nè. Em bầm ra, nhuyễn. Em cho tí xíu dầu vô. Em mới phi tỏi với gừng nhiều lắm. Em phi. Em mới đổ mắm nêm nguyên chất vô. Em nấu. Nấu xong rồi mới bỏ ra cái đựng cái tô, bắt đầu mới pha chế. Có nghĩa là nấu mắm nêm á, thử tỏi, thử gừng rồi đó, ăn cho nó yên tâm. Đúng rồi. Ê, vừa thơm vừa ngon, đúng thứ hết. Rồi sao mà. Giỏi, giỏi. Rồi sao mà em pha. Em để nguội, em lại bỏ tỏi ớt một lần nữa nó mới ra vậy. Thơm. Thơm. Rất ngon. Nói chung là rất xuất sắc. Ngon. Ngon thiệt. Rồi. Cay rồi. Rồi. Ớt rồi phải không? Chút chút. Mà ăn có ớt đâu ngon. Vô nè. Hả? Vô. Vô. Happy Saturday. Bộ bà rất ớt cho bà nữa được. Cái này cái mẹ làm mẹ phải có ớt cộng. Gà mà không không có ớt. Đây không có ớt rồi. Không ớt không ngon. Không ngon. Ngon. Ớt vậy. Lại ham hố. Em chọc chút chút không to hết. Ăn mà mắm nêm mà không có ớt là thôi chịu chết à. Ít nhiều gì cũng phải có một miếng chứ. Rau nhiều quá nè. Ăn đi nha. Để không thôi dư nữa. Ngon lắm bạn. Cái món dân dã này ngon. Còn mình mà kêu mình ăn cơm, mình khoái ăn đồ ăn chơi. Khoái khôn quá. Được không? Dùng tay đi, mẹ rửa tay rồi mà. Em sẵn rồi, em cái tay em làm luôn cho khó ăn dễ.
đó. Mà không đó. Trột đá nó ra đúng nha. Cầm cái đầu. Thật ra có tươi. Thật nó tươi lắm đó anh à. Có tươi. Thật tươi lắm đó. Ngon. Lâu mình không ăn món này bởi nó ngon. Mình ghét xương á. Mình sợ xương á. Cá nướng nè. Cuốn bánh tráng nó ngon hơn là cá hấp. Thơm. Thơm hơn. Bữa nay nguyên ngày vui ba ha. Vui từ sáng tới chiều. Quả ớt này cay nha. Nó này cất chất lượng nha. Thật sự bây giờ con ăn lớp đâu có bằng được chưa? Mẹ. Con mẹ giận lớp không bằng ngày nào đó. Giờ già rồi. Giờ ai cũng già hết rồi con. Giờ nó phải bé gì mà là bé nè, nè. Ừ, đó gấp đi. Sáng đâu luôn. Được, 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 để anh. Hồi nãy con nghe. Nghe gì? Con nghe là mẹ mở cho ba coi bắt cá mà. Bắt cá bắt xương. Con ăn đúng hả? Ủa, quên bún. Ồ. Bỏ miếng vô nó mới ngon chứ. Bún. Không có bún nó đâu ngon à. Ba có lần á ba, con bị cúm mà con tắt tiếng á. Hồi hồi lúc con nhỏ, con đi học đại học á. Tắt không nói được luôn vậy nè. Vậy đó. Cái mẹ mới nấu nước giá thì cho con uống mấy ngày á con mới có tiếng rồi. Giá này trị cái vụ tắt tiếng hay, hay lắm. Nó rất là hay. Hay lắm. Còn hơn là thuốc nữa bà. Bởi vậy có nhiều món trị mẹo trị da cái đó cái đó cái đó người Việt mình biết, cái người ngoại quốc họ đâu biết, phải biết có kinh nghiệm sống. Oh my god thật chị mày già phi ta. Uống nào ra chất lượng quá ta. Không biết cái Việt Nam mình đó phổ biến nhiều món ăn không? Dạ. Hồi đó thiếu miếng ra. Còn mãi á, nó vô tiệm phở nó ăn không biết á. Dạ. Nó ăn tới cái giá này nè. Ngon quá mà nó không biết là cái gì. Không biết bên sprout à. Nó trinh ra cái nó cái dĩa này qua dĩa khác. Nó mê vô cùng vô tận. Vô. Nó đòi. Nó hết mình mà nói nó đòi bean sprout. Nó bean hết sprout. Nó mò nó lên trời nó dễ mắc ngon à, mắc ngon à, mắc ngon. Không nhận là nước chấm ngon.
Mẹ làm nước mắm cũng ngon, mắm nêm cũng ngon. Mẹ làm nước cái gì cũng ngon. Ăn này là nhờ nước chấm. Gỏi yeah. Cuốn, rồi ăn gì cũng nhờ nước. Đúng rồi. Nước chấm. Nước mắm, mắm nêm là phải ngon. Ồ, em quyết định năm đó em làm mà bánh hỏi mà ra ra đâu em nói làm bún. Em nói làm bún. Bún trúng hơn nữa. Ngon. Em ăn gì cũng phải có bơ, có bún lên à. Không có bún em cảm thấy không ngon á. Em nói thiệt. Cuốn và một ít vô chứ còn không có cuốn là không ngon. Cũng giống như mà ăn không đồ ăn chơi. Ừ. Cá nó bự quá nãy giờ ăn không thấy xương nha. Không bị. Chỉ có đường xiên sống mình lấy ra rồi thôi. Đổ cứng nữa mà. Cá nó bự lắm bởi cái đường xiên sống nó đứng dễ sợ. Cái này ở trong chợ nó có cái quầy nó bán cái cá này riêng hay là tình cờ con gặp? Ừ. Nó có cái quầy bán riêng không? Có. Nhìn nó cá nằm nhà. Chỗ cá sống á. Cá sống. Nó có cá sống mà nó có chết chết. Lại mình chỉ rồi nó lấy cho mình. Chợ nó lớn quá rồi. Trời Việt Nam nó lớn bán đủ thứ không? Bán nhiều gì? Bán đồ tươi không? Bán ngon. Ngon quá. Đổi khỏi vậy ha. Khỏi vậy. Cá nướng da giòn này nó là độc chiêu của mẹ. Chiêu. Độc chiêu à. Ba mẹ làm nước chấm con muốn hấp rồi. Ngon quá không muốn hết cầm. Mãi con nằm con làm phim mà con nghe mẹ nó. Mẹ mở YouTube cho ba con. Sao đó lên TV không được vậy? Sao được? Có chứ. Nãy em mày bỏ không được à. Sao được? Em trò gì hoài. Không có gì đâu. Nhiều khi lúc mẹ mở nó làm sao đó. Không được thì con coi. Chứ có làm gì khác nữa. Mẹ coi trên iPad. Đâu có làm gì khác nữa đâu. Nhưng mà mẹ nhớ từ trước mẹ coi trên TV được. Thì đâu có gì khác đâu. Chỉ cũng vậy à. Trời cái đầu này mới ngon nè. Cái đầu này, cái thịt này nè, ngay đây nè. Nó thơm lắm. Trẻ lắm. Xương cái mặt rồi nè. Còn hai cái má nữa. Hai cái má. Má gì? Gỡ cái má. Dạ, coi chừng gãy tay. Đây nè. Gãy móng tay. Hai cái má đó. Cái má thịt nó ngon lắm. Ừ. Nè má đó. Má. Má ai má bí bầu. Không, không. Nhon. Cái má này. Nhon. Cho thêm miếng dưa leo nữa. Nhon. Dưa leo cả lắm hả? Đó kìa có đó, mới lấy nè. Bây giờ mình gặm này chứ. Vậy mà con mẹ
Vậy mà con còn hỏi là có muốn ăn bò lá lốt không? Bởi vậy con sợ không đủ. Ba cho ba miếng cái má là ba ngon. Ừ. Coi chừng xương á. Thôi, con để không ăn nạt rồi con ơi. Dạ ha. Ừ, ăn đi. Mình cũng mà coi hả, gia đình mình ăn cũng quất lắm chứ bộ, quất nửa con rồi đó. Ăn nhiều lắm nha. Vậy mà bố nó quá, bố nó chả làm. Nó nói đừng nghe không nói. Nó chờ thần nước lỡ rồi. Đây rồi, rồi để anh em ăn lên. Nãy giờ có hẹ nữa mà em không có để vô hả? Quên rồi hả? Không, em không có dùng hẹ. Hả? Hẹ để mà mai ăn bánh canh. Yeah. Nó mua gì mà tồi tệ quá. Em không có thấy, em thấy cầm ít thôi chứ em đâu ngờ mà chỉ có ba cà lá cộng thôi. Mẹ nói ít. Ít mà nó còn không dữ vậy trời. Ít thôi. Biết ít thôi. Chỉ có mấy cộng thôi. Nó mấy cộng thôi. Ừ. Mình đỡ vậy. Muốn ăn không thôi lấy ra ăn đi. Không, không cần. Mai ăn thành. Rồi bỏ vô. Không có. Nói nhiều người ta lấy nhiều. Ta đâu biết nấu ăn. Nói nhiều người lấy nhiều hả? Nó mấy cộng là nhiều đó. Ừ. Rồi. Nó cộng... Ôi cái đầu nó ngọt dễ sao. Gặm cái đầu á. Bởi vậy gặm cái đầu ăn. Mình là ăn thương không à. Không có đằng. Ăn bóc vậy hơi kỳ ha. Nhưng mà bây giờ cái trường hợp ăn đầu này không bóc thì không làm sao ăn được. Ở nhà mình ăn nhà đỏ. Vậy nó mới đã tự nhiên. Bà biết á, sau khi mà chị thấy mấy cộng hẹ chị không còn lời gì cho con. Không muốn nói nữa. Là chị hiểu là con, cái mức mà sự hiểu biết con khi đi chợ đó là chị hiểu quá rõ rồi. Dẫn mình lấy mấy cộng, mình lấy mấy cộng. Người em cộng. Nó không có bó chẳng không? Không bó bó thì bó không bó. Bự lắm rồi. Nó ừ. Nó lấy ra đó. Con lấy ra đấy nhiều rồi. Đó thôi. Có thấy lần mỗi lần mua gì dục không? Bởi con nói ngoài cái học với đi làm con không có giỏi gì hết. Giỏi ngoài mặt. Chém mà mút mắm chặt. Dạ ông bà, để con mút rồi. Cái nhà ba lý là con đó ngồi lên đợi trường lên. Ít rồi nhà bà. Ít rồi. Nửa chén rồi không? Không, ít rồi. Một muỗng rồi, một muỗng rồi. Muỗng rồi bà. Có bằng bà. Uống đi mẹ, xong chưa? Sao mà.
công nhận ướp cái đầu nó cũng thấm luôn. Ngon ha. Ừ. Cảm ơn ba. Rồi, một muỗng thôi. Thank you ba. Một muỗng đàng hoàng nha. Dạ, thank you. Không thêm cũng bớt. Chứ này mà nó trắng nó cũng có uống không? Cũng nhớ uống hết chết rồi. Cũng đủ để uống. Sao cái kèn nó mau nhanh quá vậy ba? Cái kèn nó qua nhanh quá bời. Đi làm thì lâu quá không? Không đi làm cũng không có lâu. Tại bận đó, thấy cũng nhanh lắm. Cái kèn nhanh mà đi làm cũng nhanh. Chứ cái kèn đi làm không bao giờ thấy lâu. Lâu là khi nào mẹ nản mẹ mới lâu. Giống như boss con á, đi làm thấy nản hay sao hết lâu không à. Tại boss tới cái tính xiêm hết á. Thay dĩa, dĩa này dơ rồi. Thay dĩa đi. Ba cho điểm mình chọn đi ba. Chọn đó. Mấy điểm? 10 điểm là 10 cao điểm. Nhất 10 điểm. 8 điểm không? 10 điểm. Lại thật đi. 10 điểm. 10 điểm hả? Ừ. Mẹ. Dạ. Con cá nướng này ngon hơn ở Jasmine. Ngon hả? Ba. Ba nhớ mình ăn cái Jasmine không? Ừ. Con này thấy ngon hơn. Đúng. Dạ. Nó chờ thịt ăn hoài không? Thịt nè, thịt mà mỡ luôn chứ. Thiệt á. Cá mập quá trời. Quá trời mập thiệt. Rẻ thiệt. Vô. Cái này thật sự đậu phộng gì nữa mới ngon. Nhà mình có hạt đều lắm ha. Nãy mình nói. Ừ. Cà hạt đều bỏ ra. Tao là đổi món ngon. Ba. Đắng cay ngọt bùi. Sáng thì nước mía ngọt. Bây giờ thì mắm nêm mặn. Mai ba phải ăn thanh đạm lại. Bánh canh. Bánh canh giò heo tôm mà thanh đạm. Làm như ăn cháo trắng thì thanh đạm. Bây giờ vậy mà ngày mai thì dự trụ ăn bánh canh và heo với tôm nữa quá. Các bạn à, mẹ mình nuôi mình kỹ vậy rồi mẹ mình hỏi sao mình không mập. Bởi vậy. Ăn vậy mà hỏi sao không mập ba. Bởi với vậy. Đi chơi ăn uống ngập mặt luôn. Đần lên có 2-3 bao. Ừ. Con giờ con muốn làm con gấu trúc rồi đó. Ủa, lúc con gọi mẹ làm mẹ hả? Ở ngoài bếp á, mẹ đang làm nấu ăn á hả? Rau rửa, rau rửa ấy rồi nè. Rau rồi đó. Trời ơi, quá đã. Thank you. Ừ. Thank you, mama. Bỏ bún vô. Ba. Ok. Cha con mình vô cái. Vô. 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 Trời ơi, vô bể lì hả? Vô vừa thôi, vô quá. Phải cũng vậy mới được. Thank you.
đây đâu có chỗ mà có mấy chỗ mà bán cá nướng dai giòn đâu, phải không? Hai chỗ Sài Gòn Pagolac với lại Jasmine. Dạ. Mọi người không ngon ăn ba ăn mà. Ba ở Jasmine á. Anh ăn mấy lần hả? Tùy sinh nhật có mẹ ba nhớ không? Mình có kêu á. Chứ đi đám con bà Tăng cũng có ăn á. Mà nó không có ngon. Đúng ngon. Tại nó không có ướp cá. Chứ là bà biết sao không có đầy đủ rau á, rau cũng ngon. Rồi nước cái nước chấm dở. Không bao giờ chỗ đó bà ăn bà chê còn. Vậy hả? Không bằng cô ba nấu. Không tại vì cái nước chấm á, cái này nhờ nước chấm thôi. Nhờ rau cỏ không có. Nhà hàng lớn rồi nè. Rau cỏ người cứ củ mèo. Rau cỏ thì rau mẻo queo. Ăn bất mãn. Nói thiệt chứ chỗ đó có cái khung cảnh đẹp thôi chứ không có. Con nhạc được chơi lên trên chứ còn đồ ăn quá dở. Quá không dở có, quá dở. Không có ngon như ở nhà mình là. Con cuốn nữa thôi nha các bạn. Coi, cá nhiều nữa. Nồi, nồi, à. Nãy giờ con cuốn quá trời. Thấy chưa? Thấy chưa? Cá cô ăn nướng một quá lớn rồi. Từ từ. Tonight is too young. Tao nói đêm vẫn còn à. Vẫn còn sớm à. Dù gì mình là bé gấu trúc. Nãy con đi rửa xe con thấy này con mua. Nó mang đồ gấu trúc nè. Con 35 tuổi mà nhiều khi con tưởng con 8 tuổi. Ngày trong cảnh vừa kêu con ngồi cô bé không nhìn thấy mà. Bữa sáng nào ba mẹ cũng vũ điệu tango ở ngoài sân vườn á hả? Ba ở ngoài sau còn mẹ ở ngoài trước. Con nghe ba mẹ vũ điệu tango quá à. Đâu bữa ba ngủ quên đó. Dạ. Chỉ ngoài này chỉ làm hết cho ba nửa cái sân sau luôn. Chỉ làm nửa cái sân sau hả? Nửa sân sau luôn. Người ta phải vớt có mấy cái chút rồi. Xong rồi hả? Dành rớt hả? Ngon quá, nạc công nhận. Ủa, con gấp cho con đó hả? Ăn cá. Bắt chị cá, nãy giờ con cuốn cá dữ lắm luôn á. Ăn đi anh, ăn cho đã đi. Cuốn cá nhiều đi anh. Cái để nó còn lại là hâm nó hẳn nó ngon. Dạ, cái chân nó ngủ rồi. Cái chân nó ngủ. Bà thấy nghe không? Bà cũng uống viên thai nò mà con đi không? Con không có ngủ chút nào chứ. Cơ thể còn nó quen đó. Với ba với người khác uống vô rồi ngủ gục. Dạp không ha? Mới dạp không? Ngon. Có bám nhà mẹ lấy, mẹ nhà ba lấy. À, mỗi vậy. Để ba chăm sóc cho mẹ. Chưa kịp dồn qua đã đi lấy rồi. Năm nữa. Trời ơi, thêm ớt nữa hả? Ớt đâu thêm? Thế
take it easy. Mẹ là mẹ của nhà khoa học nha mẹ. Cái này ớt nhúng, ớt nhúng. Rồi bây giờ cái đó có gì trộn dạ này cũng có gì trộn luôn. Mẹ, mãi con nói chuyện với chị Ấn Độ mà dễ thương lắm. Mẹ có thể tin điều này không? Không. Bây giờ ổng sống một mình đó mẹ. Ai? Ba chị á. Mướn nhà xe vòng. Mướn một phần. Trong nghiệp mà. Thiệt. Qua đây nhất định không về bể nè. Ảnh như khổ rồi có. Như tủ là mình còn giữ ra, mình gỡ lên mình rồi lên thôi. Mình nó bể rồi. Chỉ nó hả? Lý do tại sao mà chỉ để cho bả ổng ta kia? Bả còn tiếng nói. Bả đem nào đầu lên về thì mẹ còn tiếng nói. Mà nhiều khi không ở thì em có tự do không? Tự do thì tự do, không mấy con nói nhưng mà dĩ nhiên buồn. Cái đó cha rồi người ta đó mà còn không sống chung được. Ba biết ở Mỹ nè. Một khi ba con nghĩ không có vấn đề hôn nhân ấy. Cái nhiều khi ấy, không có thì mình cảm thấy nó thiếu thiếu phải không? Nhưng mà khi có mà gặp cái người hôn phối mà không có hạt với mình á, nó mệt thêm. Mệt lắm rồi. Ba nói hãy để đó anh. Ba nói hãy để đó anh. Cuốn nữa đi em. Con no quá mẹ. No quá. Chúng mẹ. Đêm còn dài. Giờ mới có 8 mấy rồi. Con hít cái mồm nó 1 mấy 2 giờ nữa. Ba con dù con không tất giờ đó con cũng tất à. Nhưng mà nói mấy kỳ đó con nói để tối rồi có nhiều khi cũng ta thấy cũng yên nguyên. Không, con đâu có cái đó là cậu biết sao không? Hả? Cái đó là lên nhưng mà chưa ngủ. Rồi ham coi phim hay chơi gì đó. Rồi cái làm biển. Múc anh em đi. Rồi được rồi, đủ. Còn nữa mà. Ngon à. Xin miếng dưa leo. Ăn cho đã nè. Bây giờ cái dưa leo này nè, nó muốn giết cái thị trường của cái trái dưa leo bình thường rồi. Người ta ai cũng nhắc tới cái Persian này. Ngày xưa nó mới ra nó mắc cho ba chứ không phải rẻ như giờ đâu.
rẻ chưa? Cái dừa ngon quá trời. Ngọt liếm. Ăn cũng giòn đủ ngọt, ngọt liếm. Giống này ngon hả? Ăn nữa mà không lấy dừa lem ra. Hết rồi, mình đã hết rồi. Để em lấy ăn trái nha. Em ăn nữa không Quý đã? Thôi. Em thôi mà em kêu lấy dưa leo. Ngày nào cũng làm, tới tối thế nào cũng có nó ăn. Em không ăn mà em kêu lấy dưa leo. Thôi. Ăn không? Dạ miếng mứt chơi nha. Dạ. Này mình mua ở Linda nè các bạn. À, 6 đồng một thao, cái hộp này mình mua 7 đồng, 17 đồng. 17 đồng. Ngon lắm. Mở ra. Mở ra. Rất là ngon. Để một thao. Nè, vậy nè. Nguyên hộp vậy nè. 17 đô á, 17 đô các bạn. Rẻ. 6 đồng thao. Khỏi tới đụng chạm gì tới mệt. Có sẵn ăn. Mén không? Ăn. Nhưng mà thường nó bán nguyên trái mít đó ba. Là con với mẹ con mua về mà ngồi hai má con khui á. Không bây giờ nó làm mít dừa hết trơn. Thường nó bán nguyên trái mít là toàn mít nghệ không à. Ăn. Cắm nào. Cắm đi. Đúng rồi. Cái này ăn không thì ngọt hơn lũ nước mía. À. Uống mía là lạ không? Bố ăn nữa đi, cuốn hai cuốn nữa cho hết cái dừa leo mà. Đừng ép bố không có ăn. Ba còn ăn được. Ăn hết lắm rồi. Bỏ diễn. Ẩm chưa no. Ẩm ăn gì cũng đồ. Tốt chứ. Mãi là người đến sao. Muối nè. Dạ. Muối nè. À. Mời mẹ. Đã biết từ lúc mà Linda này nó mở trái cây của Tân Bình bị ế. Bà ba chuối năm nay con thấy không ngon nha. Ở đâu cũng vậy á, ngon. Năm nay em biết tại sao chuối ở bên đây dở rồi. Ba nhớ năm trước mình đi Hồng Kông không ba? Ừ, chuối trời ngon không. Có sao thì mấy hàng à. Bây giờ không có đâu. Mày nội cái chỗ mình đi chỗ này. Chỗ bán cái cây này mà chuối như vậy á, tính ghê luôn. Tính đen luôn. Cái bà đó bà lục, bà mua còn biết không, bà dở, bà chịu khó lắm đó. Bà dở hết thùng này qua thùng kia. Bỏ lắc đầu quá ra, bà không mua. Không mua nữa hả? Không mua. Đen dập luôn. Đen dập cái trơn. Ba có nghĩ là nó hái bắp non quá không ba? Nó chở qua đó con. Dạ. Nó, bởi vì nó hái ra rồi đó. Thì mít con, cái loại cái chuối mua này nè. Là nó còn
chưa có già. Không chứ già. Thành ra nó đốn rất là sớm. Nhưng mà nó chở bằng tàu. Thành ra nó bật mồi nó qua tới bên đây rồi nó quá lâu. Nó lâu quá rồi. Nó lên tới là chín hư hết trơn. Bởi vậy. Con cũng thấy là nãy con vô con nói chỗ này mà không có chuối ngon nữa. Bởi vậy thì thôi, vậy mà nó không có cái nào đâu. Bà tính bà chờ quả lật trên thử coi có quả quệ nào ngon không. Có nãy nào ngon thì ba cũng ké. Ba lắc đầu bà nói dở. Nhà ba đi luôn. Mua gì hết. Mua gì hết. Bà bấm mua gì hết. Bấm mua luôn. Rồi, xong. Ngon. Bố cuốn nữa đi. Cuốn nữa làm. Cuốn nữa đi. Đúng rồi. Cuốn đi. Cuốn nữa em. Đúng. Thôi, đưa cho ba mít ăn rồi dạ. Thôi đưa mít ba ăn dạ. Dẫn chào bà để nguyên đi tối đó nó để đi nguyên rồi ba rồi cảm ơn con dạ. Mời ba cũng mời ba đó ba ăn mít dừa cho nó thơm ok gia đình của mình cũng ăn cũng vừa xong các bạn thấy không gia đình ăn rất là ít đó. Cá ăn được bao nhiêu khoảnh đây à gấu trúc xin tối nay đói bụng thì sẽ ăn tiếp nữa tối nay gấu trúc ăn nữa chào tất cả cả nhà nha chúc sức khỏe bình an nha ok bye, bye. Các bạn nhớ like và subscribe nha